Đối với bài ngày hôm nay nhé, thì chúng ta thấy là chúng ta sẽ đến với bài cá hồi sốt chanh leo. Thì ở đây chúng ta đang có nguyên liệu cá hồi. Nhưng mà khi các bạn mua về ấy, thì các bạn sẽ thấy này, cá hồi của chúng ta, một là nó sẽ làm hết vảy cho chúng ta rồi, hai là các bạn sẽ thấy là vảy vẫn còn này và nó bị vỡ. Thì lúc này chúng ta sẽ thấy là hai miếng này là hai miếng khác nhau hoàn toàn. Một miếng là ở phần sát đuôi, thịt nó rất dày, và một miếng là ở phần đuôi, thịt rất mỏng. Thì nhớ này, miếng này ấy, dày như thế này thì áp chảo nó sẽ lâu hơn cái miếng này, đúng không? Và nó sẽ đẹp hơn, nhưng cái giá thành của miếng này nó sẽ rẻ tiền hơn. Thì các bạn tùy các bạn mua, các bạn chọn, thích chọn cái miếng nào thì chọn, nó đẹp cho các bạn là được. Hiện nay thì chúng ta không nên là vần cá hồi quá nhiều vì nó đang là đồ tươi. Và khi sử dụng thì thầy sẽ sử dụng cái thớt màu xanh. Và ở đây các bạn sẽ thấy là một cái thắc mắc là thế tại sao lại có cái nhíp này. Khi cái nhíp này thì chúng ta sẽ xử lý là tắp xương, sờ đi, đây những cái phần này, các cái đường gân này nó sẽ có phần xương, thì chúng ta sẽ xử lý để gắp xương. Nhưng ở đây là họ đã gắp rồi, hiểu chưa? Thì chúng ta sẽ có những cái nhíp như này để chúng ta gắp xương. Thì ở đây thì chúng ta không cần sử dụng đến nó nữa. Và các bạn sẽ thắc mắc là nó có một cái đường vân trắng ở đây, nhưng mà đây không phải là đường vân, mà đây là cái phần xương của nó. Đối với cái bài này thì thầy sẽ xử lý cái miếng cá hồi như sau. Đầu tiên chúng ta sẽ loại bỏ nhẹ thôi nhé, không có nát, loại bỏ hết cái phần vảy. Chúng ta nhẹ tay thôi, tại vì là nó sẽ dễ bị nát, vì là cái đối với cá hồi này thì cái tỷ lệ nạc và tỷ lệ mỡ nó đều nhau. Rồi, sau khi xong này, chúng ta sẽ chia đôi nó ra. Nếu trong trường hợp đây là một món ăn chính nằm trong set menu 3 món thì chúng ta sẽ để nguyên, được chưa? Nhưng nếu nó là set, nó nằm trong set menu mà chế biến gồm 4 món thì chúng ta sẽ chia đôi nó ra. Đây nhá, đây là cái phần xương nhá. Loại bỏ cái phần này đi, nhẹ nhàng thôi. Chúng ta sẽ loại bỏ nó đi. Rồi, bây giờ các bạn hãy nhìn thấy là nó có một cái đường vân ở giữa này. Đây này. Thì chúng ta cắt theo cái đường vân này luôn. Rồi, lúc này thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ đều nhau này. Và ví dụ nhá, chúng ta trang trí trên đĩa phi 18. Được chưa? Rau củ quả này, tinh bột này, tuy trang trí này xong. Vừa không? Vừa một đĩa, đủ khẩu phần ăn. Chúng ta có hai trường hợp để chúng ta xử lý. Một là chúng ta để nguyên da, hai là chúng ta sẽ loại bỏ da của nó đi. Loại bỏ da thì không phải là sơ chế cái phần vảy này nữa. Thì hiện tại thì cái miếng này là miếng phần bụng, nó rất là ngon, thì thầy sẽ để nguyên cái miếng da trước. Tí nữa tổ nào làm cái này thì các bạn sẽ làm. Còn hiện tại cái này thì sẽ hướng dẫn các bạn là loại bỏ cái phần da đi. Thì các bạn sẽ nhìn thấy này, ở dưới mỗi cái phần đầu thăn của nó ấy, thì nó sẽ bị tách ra, dễ không? Nhưng mà cầm giật một phát như này là nó toạc luôn toàn bộ cái này ra. Cầm thì cầm cái này thôi. Đây, chúng ta cầm cái này, đặt mũi dao, đặt cái phần lưỡi dao vào đây. Đặt nằm xuống. Nghiêng này. Kéo này. Được chưa? Nhá. Là hai này. Cái da này chúng ta để làm gì? Chúng ta tiếp tục, chúng ta sẽ lấy loại bỏ hết cái phần mỡ và phần thịt thừa. Cái này chúng ta sẽ vẩy qua dầu, một chút muối cũng như là tiêu và lá thym. Chúng ta sẽ cho vào chiên. Được chưa? Cho chiên lên thì lúc này các bạn thấy là nó sẽ giòn. Nó sẽ có những cái nếp nhăn khác nhau để chúng ta có thể trang trí được. Đây là một kiểu trang trí sử dụng nguyên liệu chính. Được chưa ạ? Thì chúng ta sẽ sử dụng được. Thì cái này vẫn dùng được này. Đối với cái này, phần này thì các bạn phải kiểm tra thật kỹ xem là xương nó như thế nào. Này, chúng ta phải kiểm tra thật kỹ xem xương nó đến đâu. Thì hiện tại ở đây là đã được hai nhóm rồi nhá.
Rồi, cái phần này thì thầy sẽ sử dụng để thầy làm cái bài ngày hôm nay. Như các bạn thấy này, loại bỏ này. Hai đầu nó, các bạn thấy nó chéo vát, nhìn nó rất xấu đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ xử lý nó đi. Nghiêng con dao này. Nghiêng con dao nhé. Cắt thẳng theo song song với lại cái điểm. Bằng chưa? Đều chưa, đẹp chưa? Rồi, chúng ta sẽ xử lý tiếp này. Cái phần này này, chắc chắn áp chảo các bạn sẽ bị một cái phần này, đó là nó sẽ bị rách và nó mỡ mà. Nó nóng quá là nó chảy hết ra rồi. Loại bỏ luôn nó đi, không lấy nó làm gì cả. Và các bạn nhìn thấy là khi mà thầy lượn con dao ấy, thì nó sẽ thành một đường chữ C ngược, đúng chưa? Thì để lấy được, loại bỏ được cái phần mỡ và cũng như là cái phần bụng của nó đi, thì lúc này các bạn sẽ lật ngược nó lại. Bây giờ kiểm tra xem là cái phần nào còn vẩy. Cái miếng này thì là phần sát đuôi này, thì thầy sẽ lấy cái phần da để giữ được cái miếng thịt này nó tốt hơn. Chúng ta cũng có thể là lấy nhíp để chúng ta loại bỏ hết cái phần vẩy của nó đi. Chứ chúng ta không không nên là thấy là cứ miếng to là chúng ta thích. Không phải, nó phải đủ định lượng, đủ gam, đủ khẩu phần ăn. Rồi, sau khi xong này các bạn sẽ kiểm tra lại một lần nữa. Cho thầy một cái đĩa bé. Lúc này chúng ta đã được một đĩa. À, nó đã được một miếng. Và các bạn thấy là sau khi cắt gọt đi nó đã đều chưa? Đúng chưa? Là được một khẩu phần ăn rồi. Đối với một miếng như thế này nó sẽ rơi vào tầm khoảng 80g. Cho thầy tiêu muối với lại thêm. Thì trong cái bài ngày hôm nay thì thầy sẽ sử dụng cái này, đã hướng dẫn các bạn để cách sơ chế, cách sử dụng như thế nào rồi. Thì bây giờ thầy sẽ chuyển sang công đoạn là ướp. Nhớ nhá, luôn luôn chúng ta ướp tiêu và ướp muối. Nhưng muối phải khi nào cho cá vào chảo hoặc là chuẩn bị ướp thì chúng ta mới cho muối được, tại vì là nó sẽ bị ra nước. Đối với phần da thì các bạn thấy là khi ướp muối ấy, thì muối nó có ngấm được vào phần da không? Thì chúng ta cho một chút muối vào phần da, một chút thôi nhé. Còn phần mặt kia tí lúc nào chúng ta áp chảo thì chúng ta sẽ... Và bây giờ chúng ta sẽ có cái phần thịt tươi này. Như các bạn thấy là chúng ta có cái phần thịt tươi. Chúng ta sẽ tuốt nó ra. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục ướp cái phần trên mặt. Và lúc này các bạn thấy là chúng ta đã có một cái mùi hương của lá thym tươi giúp cho món ăn của chúng ta thơm hơn. Thì lúc này chúng ta phải cover lại kín. Và để một là nếu trong trường hợp mùa hè sẽ phải để vào tủ mát, hoặc mùa đông thì chúng ta sẽ cover, chúng ta để luôn nếu chúng ta sử dụng ngay lập tức. Thì sau khi cái bài này đã xong này, cái phần hướng dẫn cá của bạn đã xong này, thì bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang phần là chúng ta sẽ chế biến sốt. Thì sốt ở đây chúng ta là sử dụng sốt chanh leo. Và như các cái phần như là khoai tây nghiền này, phần tuyên này, phần chính là phần trang trí đấy, cũng như là phần rau củ quả ăn kèm, thì chúng ta sẽ làm, vì chúng ta đã học ở những cái bài trước rồi, thì bây giờ các bạn sẽ làm sẵn. Sau đó thì quay lại thì thầy sẽ hướng dẫn các bạn áp chảo, làm sốt và trang trí món ăn. Ok. Rồi đối với lại các loại rau củ quả này thì chúng ta đã học các cái kỹ thuật sơ chế rồi, thì bây giờ thầy nhắc lại thôi là đối với măng tây thì các bạn có thể là sơ chế cũng như là các bạn căn chỉnh làm sao cho nó phù hợp và nó vừa với lại cái đĩa của mình ấy. Thì ở đây hiện tại nhá, xác định luôn trong đầu là một là trang trí như này, hai là trang trí lên xuống, đặt miếng cá lên đây, hiểu chưa? Hai là cái thứ ba, cắt mỗi cái ngọn thôi, sử dụng để cắm nó xuống, giống như cái nấm nọ chúng ta học ấy. Hiện tại thì thầy sẽ cắt bằng. Tại sao lại cắt bằng như này? Thì đầu tiên là cắt bằng này, tí nữa sau khi xong xuôi chúng ta mới xếp.
sau đó mới sơ chế cái này xong, có luộc chín xong mới sơ chế cái này, hoặc chúng ta để nguyên này cũng được, không sao cả, để nguyên như này, sau đó xếp miếng cá lên đây, hiểu chưa ạ? Nhá. Thì bây giờ này, chúng ta thấy là những cái phần này là phần non, còn một số cái là phần già, thì chúng ta sẽ bào 4-3 đầu ngón tay đặt nó nằm vào trong đây, được chưa? Vuốt nhẹ thôi. Và cái này bào này của các bạn thì phải thực sự là rất là mỏng, vì bào sâu quá là nó mất hết thịt. Rồi, chúng ta chỉ cần sơ chế như vậy thôi. Xong này. Lúc này thì các bạn sẽ thấy là chúng ta sẽ còn những cái phần này, thì các bạn sẽ bảo ồ thầy vứt đi phí. Không, cái này không vứt đi. Chúng ta sẽ bào hết nó đi, đặt nó nằm xuống dưới thớt đấy. Lúc này các bạn sẽ tạo những cái điểm nhấn cho cái măng tây này. Thầy làm mẫu một cái thôi nhé, xong các bạn sẽ tự làm nhé. Đầu tiên này, cắt chéo như thầy đã hướng dẫn này. Cái thứ hai này, như thế này chúng ta có thể để ăn kèm. Ví dụ như là đặt như này, sau đó thì chúng ta đặt cái quả chua, cà chua bên cạnh, màu xanh và màu đỏ kết hợp với nhau. Hai là các bạn có thể cắt chéo như thế này, các bạn có thể để đứng như này được. Được chưa? Đây thầy sẽ cắt hai cái nhé. Khác chưa? Đơn giản thôi đúng không? Là các bạn đã được hai cái này. Rồi, đối với một cái tiếp theo các bạn sẽ thấy là chúng ta sẽ cắt nó lát ra. Đây, ví dụ như thế này, các bạn sẽ xòe ra. Trong trường hợp này thì ví dụ nhé. Rồi, khác chưa? Có rất nhiều kiểu trang trí từ măng tây nên các bạn có thể lựa chọn thoải mái. Và ngoài ra thì thầy sẽ ngâm luôn hai cái loại rau, đó là một là mùi tây và hai là thyme tươi, để trang trí món ăn kèm theo cái tuy mà các bạn đang sơ chế. Đối với lại rau ăn kèm thì chúng ta sẽ sử dụng cà rốt, không cần dài quá đâu, và măng tây. Thì hai cái các bạn làm sao căn chỉnh cho nó đều nhau thôi. Rồi bỏ cái phần kia đi. Rồi, lúc này thì chúng ta sẽ bào vỏ trước này. Để cái phần thừa ấy, chúng ta có thể là chúng ta sẽ làm các loại puree cũng như là các loại súp bổ trợ cho món ăn. Hoặc là làm sốt trang trí từ cà rốt cũng được. Rồi, lúc này thì các bạn sẽ thấy là chúng ta sẽ không bào vỏ cái này. Nhưng bây giờ chúng ta sẽ đi phác họa hình cho nó. Cái này chúng ta vẫn để dùng được nhá, để lại để mà dùng. Đấy là lý do vì sao thầy gọt vỏ. Chúng ta căn chỉnh làm sao mà nó vừa phải thôi, độ to của nó vừa phải thôi. Cái này vẫn sử dụng được tiếp này. Thầy chỉ cần lấy bằng này thôi. Được chưa ạ? Như các bạn đang thấy nhá. Rồi bây giờ thì thầy sẽ xử lý này. Các bạn sẽ bào như thế này ra, bào sợi như thế này ra. Ví dụ khi luộc lên nó mà cứng quá thì các bạn có thể là chẻ đôi nó ra thành sợi. Được chưa ạ? Để chúng ta trần thì khi trần nó mềm mà. Sau khi mềm xong thì chúng ta sẽ cuộn nó vào với nhau. Còn hoặc là các bạn sẽ pha khối luôn cái này ra cũng được, không sao cả. Đấy là tùy theo các bạn thích là trang trí to hay nhỏ. Đây. Nếu như thầy thấy to quá này, chia làm 3 này. Không sao cả, cái này nó chỉ là đồ ăn kèm thôi, các bạn muốn phác họa hình nó như thế nào thì phác họa. Rồi, chúng ta sẽ chia nó ra làm 3. Rồi lúc này thì các bạn sẽ thấy là cái này nó to quá. Chia đôi ra.
vào luôn. Đấy, thì lúc này nó sẽ dễ hơn này. Rồi, được chưa? Đủ, cảm thấy đủ rồi, thôi không dùng nữa. Phần thừa này. Loại bỏ cái phần ruột của nó đi, tránh nó bị nát. Cái này luộc sẽ kỹ hơn cái này nhé. Tiếp tục này. Và cái bí ngòi này thì chúng ta thấy là nó rất là mềm và dễ sử dụng, nhưng mà dễ chín. Nên là luộc chín tới thôi, đừng luộc quá nó sẽ bị nát đấy, khó trộn lắm. Rồi, vì bây giờ các bạn đang nhìn thấy này, màu gì? Màu cam. Đây là màu gì? Đây là màu gì? Ba loại kết hợp lại với nhau, nhưng mà phải luộc riêng. Cái này luộc trước, cái này luộc sau. Cái này cũng thế. Cà chua tạo bông hoa biết rồi. Đấy, đấy là hai trong một trong những hai cái mà chúng ta cần xử lý. Cái thứ ba, nếu các bạn muốn sử dụng cái núm này, bổ đôi nữa ra. Thầy vẫn để nguyên cái núm ấy nhé. Đây, các bạn sẽ tơn theo, vẽ theo nó theo một cái đường này thôi. Đây. Đi từ trên xuống, đi từ dưới lên cũng được, tùy các bạn. Đây là một cái ăn kèm. Vì cái phần này nó non, bấm đầu ngón tay và bấm được. Được chưa? Ngoài ra các bạn có thể sử dụng thêm cái múc của thầy cũng được. Đối với bài này. Đây, cái phần nào xanh thì múc. Nhớ nhá, cấm được dùng như này, ấn nó xuống thì cái này nó rất dễ gãy. Nhìn này, gối vào đây trước, tạo một điểm nhấn, gối gối nó vào đây. Được chưa? Ngón cái của tay trái ấn xuống, ngón ngón tay trỏ và ngón tay cái của tay phải xoáy, nhấc nó ra thì lúc này chúng ta mới được. Hiểu chưa? Tránh trường hợp cứ nghiến răng nghiến lợi ấn vào cà rốt này là ba bữa là gãy này của tôi. Được chưa? Thế sử dụng 3 cái để trang trí kèm nếu mà chúng ta cảm thấy chúng ta cần thiết. Rồi, trên đây này các bạn đang thấy là thầy đã sơ chế cho các bạn gồm một các loại như là thái sợi này, sơ chế măng tây này, các cái loại tạo hình này, cà chua này, xúc này và tơn này. Này, để này cho các bạn dễ nhìn. Thì chúng ta bây giờ chúng ta sẽ bước vào chúng ta làm kết hợp với những cái này. Cái này thì để chúng ta làm sốt trang trí rồi. Được chưa? Dùng bao nhiêu làm bằng đấy thôi. Còn nếu trong trường hợp chúng ta đi nhà hàng, chúng ta sẽ sản xuất ở trong nhà hàng thì chúng ta có thể là luộc măng tây nhiều, ngâm trong nước đá thì cứ dùng đến đâu là chúng ta vớt ra đến đấy, thế thôi. Còn đối với lại sốt. Còn đối với sốt thì ở đây thầy đã có nước cốt chanh leo đun sẵn. Thì có nghĩa là chúng ta cắt chanh leo ra, chúng ta đun với nước sôi thôi. Sau đó chúng ta lọc lại hạt thì đây thầy đã đun sẵn rồi. Cộng với lại mật ong. Là hai loại để chúng ta làm sốt. Thì sau khi chúng ta sơ chế xong cái này, chúng ta sẽ làm sốt. Làm sốt xong chúng ta sẽ làm cá. Được chưa ạ? Để cho cá cho chúng ta nóng. Rồi, ok. Chúng ta bây giờ bước vào làm. Chúng ta sẽ sử dụng chảo để chúng ta áp chảo này. Thì bây giờ cá hồi chúng ta đã ướp rồi này. Loại bỏ hết toàn bộ cái lá này ra. Cho đầy hộp muối nhá. Chúng ta sẽ loại bỏ hết cái lá này ra. Không lấy tiêu. Tiêu ướp từ đầu rồi còn lấy tiêu làm gì nữa. Gạt nó sang một bên. Lúc này thì chúng ta sẽ sử dụng dầu ăn này. Nếu có dầu ô liu thì sẽ tốt. Một lượng dầu ăn vừa đủ thôi. Cho lá thơm vào trước. Để nó ra cái mùi thơm đã. Rồi sau khi tạo mùi rồi thì để nó sang một góc.
cái mặt nào có da thì chúng ta áp chảo trước. Cho thấy cái màu đỏ, cái talet đỏ kia, cái đỏ này. Cất nó đi. Giữ để làm sao mà các bạn sẽ thấy là nó thẳng nhất. Cái này thì sẽ nhanh chín thôi. Lúc này thì bắt đầu mới cho muối này. Cho thầy một cái nồi hoặc một cái chảo để chuẩn bị sốt nha. Vừa phải thôi, đừng cho nhiều muối nó mặn đấy. Rồi lúc này các bạn nhìn thấy là nó bắt đầu nó thay đổi trạng thái rồi này. Thì các bạn sẽ lật nó lại. Vẫn là loại bỏ hết cái phần lá đi nhé. Rồi sau khi tái cái mặt trên rồi thì các bạn nhớ này, lật nó lại. Và lúc này chúng ta cho nhiệt cao lên một chút. Để các bạn sẽ thấy là nó bị xém. Lúc này lấy sử dụng ít dầu thôi. Để nó xém. Và lúc này chúng ta trong trường hợp đấy thì chúng ta sẽ dùng thêm bơ này. Cho ra ngoài vì nhiệt cao quá này. Úp ngược nó lại. Rồi lúc này là chúng ta ngâm luôn trong dầu này. Hạ nhỏ lửa xuống. Ngâm luôn trong dầu này. Rồi lúc này miếng cá chúng ta rất là thơm rồi này. Rồi lúc này là chúng ta đã được này. Cái này thì chúng ta có thể cho thêm rau củ và chúng ta xia qua nhá. Thì cho một chút tỏi vào nữa thôi. Sau khi xong này thì chúng ta sẽ gắp bớt cái lá này ra. Tránh trường hợp nó sẽ bị đắng. Tại sao chúng ta phải có giấy như thế này để chúng ta thấm qua một lớp dầu đi. Một lớp bơ, một lớp chất béo đi. Cái này thì chúng ta đã trang trí rồi này. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ đặt lên này. Như các cái bài khác cũng như là những buổi đầu tiên thầy đã hướng dẫn các bạn rồi thì chúng ta sẽ căn làm sao cho nó vừa đủ này. Làm sao chúng ta sẽ căn cho vừa đủ này. Để chúng ta để miếng cá vào này. Kệ nó nhé, chúng ta có thể là để chéo hoặc là để ngang tùy các bạn. Cho nó vừa khít. Sau đó thì chúng ta sẽ trang trí thêm. Ở đây thì các cái bài trang trí thì các bạn đã được học rồi. Khoai tây nghiền của tôi đâu. Chúng ta sẽ sử dụng một chút nhỏ để chúng ta ở trên mặt để chúng ta trang trí. Để cái phần tim của chúng ta có thể đứng được. Rồi lúc này chúng ta sẽ sử dụng tim luôn. Rồi bây giờ các bạn sẽ trang trí. Thì trước khi chúng ta trang trí ấy, thì chúng ta sẽ sử dụng chảo để chúng ta làm sốt. Trong khoảng thời gian chúng ta đun sốt thì chúng ta sẽ trang trí. Lúc này chúng ta sẽ cho chảo khô trước này. Cái này thì cái độ đặc sánh thì tùy các bạn nhé. Các bạn cho có, chúng ta có 100ml nước cốt chanh leo cũng với lại là 70-100g mật ong. Thì ở đây thì thầy sẽ sử dụng 60 thôi và 30 thôi, không lấy nhiều. Chúng ta chỉ đủ một khẩu phần ăn của chúng ta thôi. Lúc này chảo đã khô này. Cho nhiệt thật nhỏ. Rồi, lắc đều cái phần nước cốt chanh leo chúng ta đã có này. Cho vào chảo cộng với lại hạt chanh leo.
cùng với 30g thì có thể cân một nửa công thức. Chuẩn bị cho thầy ít bơ nhé, 25g bơ nữa. Chúng ta chỉ lắc đều thôi. Và lửa thật nhỏ nhé, để làm sao giữ được cái hương vị tốt nhất của chanh leo. Và chúng ta chuẩn bị bơ. Sau đó chúng ta tiến hành sang trang trí. Rồi, như các bạn đang thấy thì nó rất là thô này. Chúng ta điểm xuyến thêm một chút mùi tây này. Cả đằng trước và cả đằng sau chúng ta đều điểm xuyến thêm này. Rồi, chúng ta có một cành thym này để tạo độ cao này. Rồi, chúng ta để hơi ngả ra một chút. Rồi, lúc này thì các bạn có thể sử dụng thêm cả xà lách dốc két để chúng ta trang trí thêm cũng được, không sao cả. Thêm vào đấy thì chúng ta cũng thể thấy là thầy đã sử dụng thêm cái măng tây chúng ta ngâm rồi. Chúng ta để cho nó ăn kèm. Rồi, sau khi đã xong xuôi này thì các bạn sẽ nhìn thấy này, thầy đã sử dụng khuôn rồi này. Đồ ăn kèm ở đây thì chúng ta đang thấy này, cùng có 3 loại màu sắc kết hợp với nhau này. Rồi, các bạn, như các bạn đang nhìn thấy là chúng ta đang được thành phẩm này. Và sang bên này thì chúng ta sẽ lấy được nước sốt này. Cái màu vàng này chính là cái màu từ phần tép chanh leo đấy nhé. Các bạn chỉ lắc đều thôi là nó sẽ hòa tan hết. Lúc này là nước sốt của chúng ta đang được này. Bơ đâu nhỉ? Tắt bếp hoàn toàn nhé. Bây giờ chúng ta sẽ để, lúc như các bạn thấy là thầy lắc sang này, bây giờ để nó lắng hết toàn bộ cái bọt khí lại và nó bớt nóng đi đã. Chúng ta sẽ có thêm bơ, 25g bơ ở đây. Nhớ là chúng ta phải thái hạt lựu nhé. Và các bạn lắc đều, lắc đến bao giờ tan hết bơ thì thôi. Cho lại cái chỗ mà chúng ta vừa tắt bếp đấy. Cho thầy một cái thìa đấy. Rồi, lúc này tan hết bơ, các bạn nhìn thấy cái độ sánh của nó chưa? Chúng ta sẽ rót vào thuyền sốt. Tan hết hoàn toàn này. Cho hết vào thuyền sốt này. Rồi, lúc này thì các bạn sẽ thấy là chúng ta sẽ được một thuyền sốt màu sắc rất là đẹp. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau lên trên kia để chúng ta thực hành dưới sốt. Có sốt này thì các bạn sẽ thấy là thầy đã để sẵn một chén riêng biệt này để cho thực khách rồi này. Các bạn thấy là khách có thể là ăn thêm hay như thế nào thì các bạn có thể là dưới thêm. Còn bây giờ chúng ta chỉ dưới một góc là đấy thôi. Thì chúng ta sẽ chọn góc bên tay phải. Một lượng sốt vừa phải thôi nhé, không quá nhiều. Rồi, lúc này các bạn nhìn thấy là sốt nó sẽ tự chảy. Rồi, và bây giờ khách có thể là ăn kèm thêm thì họ sẽ tự dưới thêm vào để họ ăn.